Tôi có cái hỏi. À, bạn có cái hỏi. Tôi có cái đáp. À, hỏi vào Khuyên. Đã. Khuyên này chứ. À chết nhầm. Xin chào các bạn đã quay trở lại với cả chương trình Q&A hàng tuần của Hà Công Anh. Và thứ mấy nhỉ? Vào mỗi thứ bảy, tối thứ bảy hàng tuần. Và lúc 7 rưỡi. Lại tối thứ bảy hàng tuần. Tối thứ mấy? Tối thứ bảy nhưng không phải hàng tuần. À giờ ừ, mỗi 2 tuần nhầm. À, vào tuần. Chắc là Hoàng bị vơ Thái Lan của đa vũ trụ nhập rồi các bạn ạ. Ok. Chào lại là chào mừng các bạn đến với số thứ 2 của chương trình Q&A Hacom. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có khá là nhiều câu hỏi rất là trùng hợp là liên quan đến nói chung là cũng khá nhiều màn hình vào. Trùng hợp do người tổng hợp chính là Hoàng. Cái câu hỏi, những cái câu hỏi ở đây, cái chương trình ở đây nhằm mục đích để trả lời những câu hỏi của anh em, để giúp cho anh em có thể hiểu rõ hơn về những cái gọi là những kiến thức, những cái dụng cụ, công cụ, những cái thứ liên quan tới máy tính của anh em. Và điều đó sẽ khiến cho anh em có thể tăng cường thêm về những cái hiểu biết của chính mình. Và hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi. Ok. À, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn đó là KDST Gaming. Okay. À, bạn ấy hỏi cái đó là sử dụng màn hình TV thay cho PC được không? À, một sự sáng tạo này. Bạn này là hỏi ở trong video Q&A thứ đầu tiên của chúng mình. Thì cái việc sử dụng màn hình TV cho PC có được nhá. Nhưng mà tại sao mình khuyên là không nên dùng? Bởi vì là màn hình của TV có delay rất là lớn. Cái TV nó không chỉ xử lý màn hình như xử lý hình ảnh như là màn hình nữa, nó còn đi qua thông qua những rất là nhiều những cái loại mạch khác nhau này. Nó có những kiểu ví dụ như là phải chạy tắt nền để sẵn sàng nếu mà anh em đổi sang YouTube này hay là đổi sang TV truyền hình thì nó có cái đủ. Chị thấy nó gần như một cái laptop ấy, chỉ là không có bàn vâng, phím thôi. Laptop mà không có kiểu bo mạch siêu xịn hay là xịn siêu xịn màn xịn. Thế nên là nó sẽ có delay giữa các gọi là các thiết bị. Ví dụ như anh em chơi bằng Xbox này, chơi bằng PS này, chơi bằng máy tính này thì kiểu gì cũng sẽ delay cao hơn so với cả một chiếc màn hình bình thường. Còn với những cái màn hình cao cấp ấy của TV cao cấp. Các TV cao cấp như là của Samsung này, của LG này thì hoặc là những TV có chế độ gaming riêng thì ok. Có nghĩa là nó hỗ trợ cho để ví dụ như mình lắp cùng với PS để mình chơi. Thì nó sẽ ra được mức delay thấp nhất. Đó. Chỉ, đúng rồi. Chỉ có những màn hình đấy thì mình khuyên rằng anh em nên sử dụng làm màn hình TV thôi. À, chỉ có những màn hình TV đấy mới nên sử dụng làm PC thôi. Tại vì đã từng gặp một cái trường hợp bị khách hàng mà mình đi lắp bộ PC cũng khá là khủng, hơn 100 triệu thì khách ấy cũng sử dụng màn hình TV để chơi PS5 mà. À, nhưng mà có màn hình đấy rất là to và màn hình thực sự rất là đẹp luôn. À, màn hình xịn sò nó phải đúng như rồi, thế. Xịn. Rồi. Thì đấy là câu trả lời mình dành cho bạn nhé. Có thể sử dụng nhưng mà với những đời thấp thì không nên, tại vì là cái scaling của nó không tốt này, cái delay của nó cao này và nói chung là không nên dùng lắm. Những cái màn hình nó sẽ rẻ hơn so với cả một cái TV. Nó hoàn thành đúng cái chức năng của mình đúng không? Đúng rồi. Rồi, đấy là câu hỏi đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của bạn Việt Minh. Bạn ấy hỏi là anh ơi em dùng VGA PCIe 4.0 nhưng main có hỗ trợ chỉ 3.0 thôi thì có dùng được với nhau không ạ? Hoặc là có ảnh hưởng gì không ạ? À có vẻ đây là trong cái video livestream mà chúng mình lắp với nhau ấy chị. Chú tể 15 triệu đúng không? Chị đang lắp vào 1650 tức là PCIe 3.0 trên một chiếc main 3.0. Còn em lắp là 6500 XT là 4.0 trên main 3.0. Đấy. Trải nghiệm mùi thử, chị nghĩ là nó không tương thích, đúng hơn là nó không xem với nhau như thế thì chắc chắn nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng nhất định rồi. Vâng, đúng rồi. Không phải cái chính ấy là tại vì là chiếc màn cảm hình 6500 XT đấy sử dụng nó chính là PCIe 4.0 nhưng mà chỉ là X4 thôi. Tức là cái băng thông của nó chỉ là X4 thôi. Thế nên là nếu mà bị giảm xuống 3.0 là 3.0X4, điều đấy đã tạo nên một cái sự giảm sụt về hiệu năng. Hôm đấy nói chung là em bị thua kém khá là nhiều. Không phải thua kém quá nhiều mà em thắng ở những tựa game là mà nó không quá quan trọng về băng thông. Đấy. À. Còn những cái tựa game khác thì nó chỉ bằng hoặc là nhiều vài tựa game mà thua vài FPS. Đó. Thế thì câu trả lời là sẽ là có sử dụng được với nhau nhưng mà có ảnh hưởng đúng không? Rồi. Thứ nhất là đặc biệt là với những chiếc cảm hình thấp hơn sử dụng PCIe 4.0X4. Còn ví dụ như những chiếc PCIe 4X8 và X16 thì sẽ đỡ hơn một chút. Đó, và ví dụ như là chẳng hạn như là 6500 XT thì là dùng X4 này, nhưng 6600 thì là dùng X8. Đó, thì đó là lý do sao mà anh em sẽ bị ảnh hưởng khi mà sử dụng một chiếc cảm hình 4.0 trên một chiếc màn 3.0. Nó sẽ bị giảm hiệu năng đấy các bạn, nên là tốt nhất chúng ta cứ với cả chị nghĩ là nó cũng không boost lên được cái sức mạnh đúng của cái con cảm màn hình. Và nó không tận dụng được 100% của cảm hình này đấy. Đúng rồi. Thế nên là mình cứ chọn cái gì nó tương thích với nhau, nó đúng với nhau thì nó sẽ ổn nhất. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn Việt Minh nhé. Tiếp theo không biết câu hỏi Việt Minh hay Việt Minh. Việt Minh hay Việt Minh không trọng, nhiều khi bạn tên là Việt Minh nhưng mà biết đâu được. Ok. Rồi. Câu hỏi số 3 đi Hoàng. Câu hỏi số 3 thì nếu bây giờ đây là trong chiếc màn hình gaming chuẩn. Màn hình gaming mà lại chuẩn đúng không ạ? Một video em làm đúng không? Vâng, một video em làm về chiếc màn hình LG đấy. Thì nếu bây giờ màn hình gaming chuẩn màu như thế thì tại sao đại đa số người làm đồ họa vẫn dùng màn hình chuyên biệt?
của bạn. Lại có một câu hỏi, nếu mà chuẩn như thế thì tại sao người ta không gọi màn hình nghiêm minh thành một cái màn hình chung thôi mà người ta vẫn phân ra là màn hình nghiêm minh và màn hình đồ họa, đúng không? Đúng tại vì rõ ràng là mỗi cái nó sẽ có một cái tính năng riêng. Nghiêm minh đâu phải là chỉ mỗi màu sắc, nó còn có về ví dụ như là những cái tần số quét này, rồi là những cái hỗ trợ về nghiêm minh như Hoàng nói là cái gì, điểm nhắm đúng không? Vâng, mấy cái tâm hack hoặc là những cái gọi là các cái mode overdrive để chỉ đấy có setup riêng cho những cái của nghiêm minh mà. Đúng rồi. Còn những chiếc màn hình đồ họa ấy, nó sẽ có những tính năng riêng biệt của nó nữa. Ví dụ như chẳng hạn như là các giải màu khác nhau này. Ví dụ như chị đang làm việc trong Adobe, làm trong phim này thì sẽ có một giải màu này. Làm trong ảnh nó sẽ có một giải màu này. Làm trong in ấn nó lại có một giải màu khác nữa. Đó. Và những cái màn hình mà đồ họa ấy thì nó sẽ được cân chuẩn bởi gọi là những cái công ty cực kỳ là lớn luôn, chứ không phải bằng do những hãng tự làm nhá. Những chiếc màn của LG thì được cân bởi LG này, những chiếc màn của Asus được cân bởi Asus này. Nhưng mà những chiếc màn mà đồ họa của Asus hoặc là LG sẽ bị cân chuẩn bởi gọi là những công ty như là Kaomen này, những công ty đạt những tín chỉ như là của Pantone này, hay là vân vân. Đó, điều đó tạo nên sự khác biệt giữa gaming với cả màn hình đồ họa. Đúng rồi, có nghĩa là cái việc chuẩn màu nó còn phụ thuộc vào thêm cái giải màu của bạn là giải màu gì. Ví dụ như chuẩn màu NTSC hay là sRGB hay là Adobe RGB đúng không? Nó là những cái giải màu rộng hơn đó. Thì những cái màn hình đồ họa nó sẽ chuẩn ở trong những cái giải màu rộng hơn cho mọi người. Một cái điều nữa mà rất là nhiều các người làm đồ họa ghét đó chính là màn hình cong. Cái hôm tim hôm màn hình đấy là của màn hình em là màn hình cong. Đó, và phải bắt buộc là phải ngồi vào đúng một cái vị trí nào đấy của độ cong 1500R đấy thì tất cả mọi thứ mới thẳng được. Chứ nếu mà chị ngồi sát quá thì ở đây cái ví dụ như là chị gì đúng không? Thì cái timeline của chị sẽ bị hơi cong một tí. Cái con chuột của chị cũng đi hơi cong một tí. Điều đấy sẽ khiến cho họ không chỉ sát bằng. Ví dụ như làm việc dựng này, dựng video này, chỉnh ảnh cắt này. Cắt từng giây. Đấy, còn vẽ trên màn này thì chắc chắn là sẽ có những sự chênh lệch nhất định khi mà sử dụng chiếc màn đấy. Thế nên những chiếc màn đồ họa nó sẽ chỉ chủ yếu là theo chuẩn thẳng đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy, đó lý do tại sao mà chúng ta chọn một chiếc màn đồ họa cho đồ họa và màn hình gaming cho gaming. Tất nhiên là màn hình nào chẳng làm được với nhau đúng không ạ? Cứ là màn hình kiểu gì cho hình được. Đúng. Nhưng mà đó lý do tại sao mà chúng ta phải tách ra hai loại như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 đến từ bạn bạn này có tên lạ thế. Killer Animation. Bạn này hỏi là bây giờ bạn này đang chơi game nhiều thì nên lựa chọn mua màn hình 21:9 120Hz hay là 144Hz, hoặc là chọn màn hình 16:9 240Hz hoặc là 360Hz. Có khá là nhiều cái sự phân vân ở trong cái câu hỏi này của bạn. Thứ nhất là về cái tỷ lệ chia màn hình này, thứ hai nữa là về tần số quét. Em nghĩ rằng bạn đang tức là bảo là hoặc là chọn 21:9 nhưng mà cái độ làm tươi nó thấp hơn, cái tần số quét nó thấp hơn, hoặc là cái những màn 16:9 tần số quét cao hơn, vít bút lên đó. Thì cái của đây là của Killer Animation. Thế thì có vẻ như là bạn cũng đã khá là phân vân đúng không, và chắc là bạn này đang ngủ chuyên chỉ game thôi ấy, thì bạn mới chọn một chiếc màn 360Hz hoặc là 240Hz. Đấy, thì nếu mà câu trả lời của mình sẽ đặt đó chính là tùy vào loại game mà bạn chơi. Đấy, thế bây giờ em hỏi chị nha, về chị khi mà chị chơi game ấy, chị hay chơi những game gọi là online kiểu tranh đấu, hay là chị chơi những tựa game kiểu đi ngắm cảnh ngắm kiếp? Cảnh ngắm kiếp game, ví dụ như nhá, như là trời ạ. Ví dụ game tranh đấu có thể nói là game kiểu FPS bắn súng các thứ một xíu, như kiểu CSGO, Valorant đó. Hoặc là còn game ngắm cảnh thì kiểu như kiểu game nào mà kiểu đi xây dựng các thứ, hoặc là đi game Red Dead Redemption đó, mấy cái game mà anh em sẽ tận hưởng cái trải nghiệm kiểu về đồ họa, đồ họa đấy. Thì với những cái tựa game mà trải nghiệm về đồ họa, với những tựa game mà kiểu theo kiểu là offline các thứ ấy, thì mình sẽ recommend đó chính là chiếc màn hình 21:9. Tại vì những chiếc màn hình đấy, cả game đua xe nhá, tại vì những cái màn như thế nó sẽ tạo nên một cái cảm giác rất là kiểu theo như tiếng Anh là immersive, tức là nhập tâm ấy, tức là tâm nhập tâm vào cái nhân vật mình đang chơi. Game nhập vai Đó, game nhập vai đúng không? Game nhập vai, rất là nhập tâm vào những tựa game mà mình đang chơi. Cái độ tỷ lệ rộng của màn hình như thế sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy như là mình đang thực sự đang ở trong cái game này đó ấy. Mà chị cũng thấy tỷ lệ 21:9 là tỷ lệ mà người ta hay dùng để chiếu phim đúng không? Không, tỷ lệ 21, không, đấy là tỷ lệ, còn có nhiều loại tỷ lệ lắm, không thể nói được, nhưng mà tỷ lệ dài ra thì là tỷ lệ để dành cho phim. Đúng đó. Còn 16:9 thì là các dành cho những tựa game cơ bản, những tựa game kiểu tranh đấu, những tựa game chiến đấu, tại vì những màn đấy thì sẽ có cái tần số cao hơn là một này. Thứ hai là các tựa game ấy nó không quá là tối ưu cho cái trải nghiệm như thế đâu. Ví dụ chẳng hạn như là CSGO đúng không? Tuy rằng là nó rất là dài, 21:9 rất là dài như thế, nhưng mà cái thực chất ấy, cái phần giãn ra của nó, cái phần màn hình thực chất ấy, nó vẫn chỉ hiện như là 16:9 thôi. Với cả chị nghĩ là mắt mình cũng nhìn với cái độ, chị nghĩ là những cái tựa game mà cần cái sự phản ứng nhanh như thế thì góc nhìn nó phải hẹp hơn một xíu, nếu rộng quá thì mình cũng không phải là bao quát hết được tất cả màn hình. Vâng, đúng rồi, nếu mà quá rộng ấy thì không thể bao quát hết được, kiểu muốn nhìn được như này phải
Mình hít đầu trong này này ạ. Đấy. Còn đến mức độ như thế, trời ơi. Không, em từng bị như thế đấy. Thật đó. Tại vì em chơi màn hình rất là sát đấy, để mình có thể tập trung vào điểm giữa này. Ừ. Thì nếu mà mình dùng 21:9 không? Trời, như game thủ chuyên nghiệp luôn. Đúng không? Đấy, đấy thì nó sẽ bị bất tiện trong những đấy. Cái tựa game mà cần phản ứng nhanh như vậy. Thế thì nếu như tùy thế thì theo như Hoàng gọi là gợi ý, thì nếu như bạn chơi những cái tựa game mà muốn cái trải nghiệm đồ họa hay là game nhập vai thì bạn có thể chọn cái tỷ lệ 21:9 để có thể gọi là trải nghiệm tất cả những cái nó hiển thị ở trong game. Ừ. Còn nếu như các bạn muốn chơi những cái tựa game đối kháng cao thì các bạn nên lựa chọn tỷ lệ màn hình nó thấp hơn, đó là 16:9. Đó, thì như thế nó sẽ phù hợp với tựa game của mọi người nha. Với cả tùy thuộc vào giá tiền của mình nữa. Đúng rồi. Và tiếp theo câu hỏi thứ 5. Câu hỏi này mang tính hơi tư vấn hơn một chút nhỉ, nhưng bạn vẫn đang không, bạn ấy chỉ là phân vân giữa cái này hay cái kia thôi, thì tức là dành cho những mục đích nó cũng khá là, cũng hơi có một chút hỏi đáp và cũng là khá là hơi tư vấn một chút. Thì bây giờ bạn ý đang cần, bạn A Thiện DZ, bạn A Thiện, bạn ấy đang lựa chọn đó chính là online, chơi game online và livestream. Thì bạn ý con nào phù hợp hơn, là i5-10400F hay là i5-12600K? Thực ra có nhiều tiền hơn thì mua i5-12600K đúng không? Câu hỏi rất là dễ để trả lời. Cái con CPU i5-10400F ấy, em đánh giá rằng nó không còn quá là đáng để mua nữa. Tại vì hiệu năng đơn nhân của nó không được tốt. Đấy, không được tốt. Tại vì con đấy hiệu năng đơn nhân của nó cũng chỉ ngang bằng với cả 3600, ra mắt từ đây rất là lâu rồi. Thế nên là nếu mà bạn có nhiều tiền thì hãy mua 12600K cộng với cả một chiếc B690. Còn nếu mà bạn ít tiền thì hãy mua 12600K nhưng mà với một chiếc main B660 thôi. B660 tốt nhá, ví dụ như dòng TUF chẳng hạn, thì những con main đấy có thể cân được chiếc CPU đấy mà không bị quá nhiệt. Đó. Còn i5 con kia thì mình không tư vấn nữa, tại vì cái con đấy thực sự bây giờ là hơi cũ rồi. Mặc dù nó rẻ rồi đấy, nhưng mà nó vẫn là hơi cũ rồi. Và để future proofing, tức là để chống như tương lai ấy, để tương lai anh em cảm thấy thoải mái hơn về cái lựa chọn anh em mình ấy, thì nên chọn cái chiếc 12600K nhá. Nói chung là có thể là bây giờ chúng ta vẫn đang phân vân về mặt mức giá, nhưng mà đồ công nghệ thì qua 10 là cách đây 2 năm 3 năm rồi. 2 3 năm vâng. Đấy, và con đấy thì Hoàng đang đánh giá là hiệu năng của nó không còn phù hợp. Hôm trước cho đây. Tương lai nữa, có nghĩa là bây giờ mình mua về có thể nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là vừa livestream vừa chơi game của bạn. Nhưng mà 1 2 năm nữa có chắc là bạn vẫn chỉ muốn chơi game online, hay là bạn muốn tải thêm một vài tự game online nặng nặng nữa thì sao? Thì tự nhiên mình lại phải nâng cấp một lần nữa thì nó sẽ mất công ấy. Trong một buổi livestream chưa chắc là đã rẻ hơn. Trong một buổi livestream mà em lắp bộ máy 20 triệu 21 triệu ấy, là combo của em là i5-10400F với cả 2060 ấy, chơi được game Tomb Raider, Shadow Tomb Raider 100% CPU. Khiếp. Đấy. Thế thì nó nóng dã man. Nó không đến mức quá nóng. À không, nhưng con đời 10, đời 11 khá là nóng đấy. Em đang sử dụng là 11400 kìa, rất là nóng. Đó, nhiệt độ có thể lên tới là 80 độ khi mà thế em cả lúc nào mình cũng khai thác hết 100% CPU, thế thì nó kiểu nó sẽ bị già thiết bị rất là nhanh dễ, ấy. Nó dễ bị gọi là tuổi già ấy đấy. Nó sẽ bị ngọt. Đấy, thế nên là nếu muốn đầu tư thì bạn có thể đầu tư lên 12600K nha. Còn muốn gọi là giảm ngân sách một tí thì chúng ta sẽ sử dụng main B thay vì main Z. Đó, ok. Cảm ơn câu hỏi của bạn A Thiện. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ 6 này của bạn Vô Danh. Bạn không phải vô danh nhé, bạn tên là vô danh. Bạn tên là vô danh. Ok. Nick trong... Google của bạn là vô danh. Dạ vâng, lại ở trong video đó chính là đâu mới là chúa tể 15 triệu. Câu hỏi của bạn ấy là: xin chào hai MC, cho mình hỏi là hiện mình đang sử dụng B460 TUF với cả i5-10400. Nguồn là Sigmatech 6650 3 600W. Sao lại 653 lại còn 600W? Nói chung là nguồn này là... Nguồn 600W rồi. Okay. Mình đang dự định mua con 6500XT, nhưng mà vì thấy giá nó rẻ, hiệu năng khoảng tầm giá rẻ khoảng tầm 6-7 triệu. Thì liệu rằng cảm ơn bên B đi với cả i5 đời 10 có bị bóp như i3 trong clip không? Máy mình lúc giáp không có VGA vì năm 2021 mắc quá. Mình cảm ơn. Trình bày rất là rõ hoàn cảnh các thứ luôn. Mở đầu thân bài và kết bài luôn. Đúng rồi đấy. Thì câu hỏi này của bạn ấy nó cũng khá là câu hỏi giống câu hỏi lúc nãy của em vừa trả lời câu hỏi thứ hai ấy, là về là PCIe 4.0 và 3.0 ấy. Đấy. Thì nó cũng cùng, tại vì cũng cùng một video mà. Thì mình xin trả lời cho bạn đó chính là với cái combo này của bạn ấy chắc chắn nó sẽ vẫn bị bóp như cái clip của chúng mình, như cái livestream của chúng mình. Tại vì là nó đang sử dụng là PCIe 4.0x4 mà main của bạn này, đây là main gì nhỉ? Main B460. B460 là chị biết không? Cũng hơi thấp đấy. Cũng dùng 3.0 chị ạ, dùng PCIe 3.0. Giống con main B460 410 của chị ấy. Nói chung dòng 4 bây giờ khá là hơi cũ. Khá là cũ và lâu rồi. Đấy, và cái con đấy sẽ không có PCIe 4.0. Điều đó sẽ khiến cho chiếc máy của bạn không tận dụng được hết 100% hiệu năng của chiếc 6500XT. Nếu mà vẫn muốn một con gọi là cạc giá rẻ mà hiệu năng tốt ý, thì mình sẽ có thể recommend là chiếc 2060 hoặc là 6600 nhá. Hoặc không nữa thì bạn có thể nâng cấp cả main.
Nâng cấp lên, ừ, nhiều khi bạn nâng cấp lên. Nếu mà bây giờ bạn ấy đang thích con cạc này 6.500 XT này thì các bạn muốn các bạn nâng cấp thêm cả main nữa. Đúng không? Bởi vì giá cạc bây giờ cũng bắt đầu giảm rồi và bên B5 thì chắc là cũng B5 và lên thêm 11. Ừ đấy, nó không phải là quá cao so với như kiểu là lên tầm 6 rồi Z6 các thứ thì nó mới quá đắt đúng không? Vâng. Đấy. Ok, thế thì có hai sự lựa chọn cho bạn nhá. Một là bạn mua một con 2060 như Hoàng bảo, hoặc là không thì bạn nâng cấp luôn, nâng cấp cả main cả chip luôn. Nâng cấp để có một cái bộ máy gọi là phù hợp hiện đại 4.0. Có thể là ở đấy đấy 4.0. Ờ đúng nhỉ? 4.0. Ừ đấy. Rồi. Và đó là 6 câu hỏi trong ngày hôm nay, trong gọi là chương trình Q&A của chúng mình ngày hôm nay. Thì nếu mà anh em có thêm các câu hỏi khác thì hãy đặt ở dưới comment nhá. Và tất nhiên rồi, chúng mình sẽ vẫn trả lời những câu hỏi ở trong những cái video khác chứ không phải là ở chỉ ở trong video này thôi nhá. Đúng rồi, nó sẽ có thể là tùy theo những cái chủ đề mà mình lựa chọn trong từng vùng từng cái tập Q&A. Và nếu như mà các bạn có thắc mắc hoặc là có những cái ý kiến khác gì nữa cho những cái câu hỏi của các bạn ở trong phần Q&A này thì các bạn cũng có thể chia sẻ với chúng mình để chúng ta cùng trao đổi với nhau ở phía phần comment nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Wow.